tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chắc có lẽ bây giờ sân khấu của chúng ta sẽ chào đón một nghệ sĩ mà cũng được rất là nhiều các thành viên của trang web cải lương Việt Nam.com rất là yêu mến và cũng muốn được giao lưu với cô. Chúng mình sẽ được giới thiệu quý vị, xin giới thiệu quý vị nghệ sĩ Ngọc Hương. Xin mời cô lên sân khấu cùng giao lưu với các bạn thành viên. Thưa tất cả quý vị, các thành viên của trang web cải lương Việt Nam.com, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang thấy trên sân khấu giao lưu lần thứ ba của chúng ta là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng tại Việt Nam, đó là nghệ sĩ Ngọc Hương. Xin giới thiệu quý vị. Phải nói là các bạn thành viên của trang web cải lương Việt Nam.com đặt rất là nhiều câu hỏi đối với nghệ sĩ Ngọc Hương. Chắc có lẽ là chủ nhân sẽ đọc các câu hỏi của các bạn gửi về để rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nghe những lời tâm sự của cô. Đầu tiên là cô có thể cho khán giả được biết là cơ duyên nào đã dẫn cô vào nghề? Cô Hương xin trả lời, là gia đình của Ngọc Hương là gia đình nghệ sĩ. Ba thì hát bội, Ngọc Hương thì theo hát cải lương. Vì vậy gia đình Ngọc Hương cũng là trong nghề, cho nên là không phải theo nghề mà là nghề thì tình luôn. Cô có thể là cho khán giả biết được những chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi mà cô mới đầu bước vào nghề. Ngọc Hương rất là may mắn là ba khi hát bội thì Ngọc Hương thấy là không theo được, cho nên Ngọc Hương mới là học ca cải lương. Thì hồi đó Ngọc Hương đi theo đoàn Nam Phong hát chung với chị Kim Cương, và cũng nhờ sự chỉ dẫn của chị Kim Cương rất là nhiều với ban giáo. Rồi sau đó Ngọc Hương lại được về đoàn thủ đô của bầu Ba Bản, rồi Ngọc Hương lại gặp được anh Thu An là sổ giả Thu An, tức là chồng nhà bố Ngọc Hương. Rồi từ đó Ngọc Hương mới cùng anh Thu An đi đoàn kim dưỡng, đi kim dưỡng được 2 năm. Rồi Ngọc Hương lại mãn một đồng, Ngọc Hương dạy Thu An mới lập đoàn hát riêng là đoàn Hương Mùa Thu. Cho tới khi Ngọc Hương hiện giờ là không còn hát nữa. Dạ, có một câu hỏi nữa là được biết là cô đoạt giải Thanh Tâm năm 1962 qua vai diễn là Châu Bích Lệ trong vở Ảo Ảnh của soạn giả Thu An. Thì cô có thể nhắc lại cho thế hệ sau này cái vở diễn, trong vở diễn đó cô có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Kỷ niệm mà cô Ngọc Hương nhớ nhất là cái Ảo Ảnh Châu Bích Lệ tập rất là khó. Chứ hả mà 8 giờ tập thì tới 4 giờ chiều mà liên tục cho tới 2 tháng mới khai trương cái tuồng Ảo Ảnh Châu Bích Lệ. Vì vậy cho nên là cái quá trình Ngọc Hương tập rất là công phu, cũng rất là vui. Và Ngọc Hương được thành đạt là do nhờ cô chú lúc đó dạy cho Ngọc Hương rất là nhiều, cho nên Ngọc Hương mới được thành đạt cho tới ngày nay. Cô là một cô đào duy nhất đoạt giải Thanh Tâm và vừa là chủ của một đoàn hát tại Ban Hương Mùa Thu, có chồng là soạn giả nổi tiếng và được cho là một trong những ngũ bá soạn giả của cải lương miền Nam, đó là Thu An, Hà Triều, Hoa Vườn, Hoàng Khâm và Thiếu Linh. Nhưng ngày nay theo tình hình chung thì chắc có lẽ là sức khỏe cô cũng yếu và cô cũng phải có một cuộc sống cũng khá là khó khăn. Độc giả của trang web cải lương Việt Nam.com rất là quan tâm cuộc sống của cô hiện nay, cô có thể chia sẻ cho các bạn biết. Thì Ngọc Hương xin trả lời là từ nhà anh Thu An bệnh, đoàn hát ngưng, Ngọc Hương không được biểu diễn. Rồi anh Thu An mất đi, Ngọc Hương chơi giới, sụp đổ tinh thần,
về vật chất thì Ngọc Hương không khóc còn gì nữa, rồi lại bị bệnh. Thì bây giờ Ngọc Hương bệnh rất nhiều, ngồi tại đây mà nói chuyện như vậy là không đúng. Đáng lẽ Ngọc Hương phải đứng dậy, nhưng mà vì quá đau, đau không đứng thì được, cho nên Ngọc Hương rất xin lỗi. Bây giờ không biết nói gì hơn là Ngọc Hương rất xúc động, hơi sức xúc động mà ngồi tại đây để tâm tình cùng các bạn. Các bạn đã từng thương mến Ngọc Hương. Sự sống Ngọc Hương hiện giờ rất là khó khăn. Chỉ nói vậy thôi chứ không biết nói gì hơn nữa là... Thưa tất cả quý vị độc giả của trang web Cải Lương Việt Nam.com, thì các bạn cũng thấy là những lời chia sẻ của nghệ sĩ Ngọc Hương cũng nói lên một quá trình mà cô bắt đầu vào nghề, và cuộc sống của cô hiện tại bây giờ cũng đang rất là khó khăn. Và quý vị cũng thấy đó là ngoài sức khỏe nè, và cuộc sống hàng ngày của cô cũng đang hết sức là chật vật. Các bạn quan tâm điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đã quan tâm đúng người nghệ sĩ mà các bạn yêu mến. Đó là chia sẻ tình cảm của mình cho những nghệ sĩ mà chúng ta thần tượng, chúng ta yêu mến một thời. Và qua sự chia sẻ đó, các bạn sẽ cho mọi người biết được là Cải Lương Việt Nam của chúng ta không chỉ có những giai điệu, những bài ca cổ thật là hay, những nhân vật thật là tuyệt vời, mà còn là biết yêu thương nhau giữa người nghệ sĩ và khán giả nữa. Có một bạn đặt một câu hỏi mà chị Dân nghĩ là cũng khá là thật. Chắc có lẽ là chị Dân sẽ hỏi cô luôn, nhưng đến đây. Đó là các bạn có hỏi là sau khi làm một cô đào rất là nổi tiếng nè, đoạt giải thưởng Thanh Tâm, thì mọi người nghĩ là cô đào thì chắc chắn là giàu lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì như cô chia sẻ với mọi người là cuộc sống của mình cũng hơi khó khăn, thì cô có thể cho biết là cô có cảm thấy là trong cái quá trình mà được tất cả để rồi bây giờ là cũng hơi chống vánh một chút, cô có tiếc không? Và nếu như xin hỏi cô thêm luôn nha, nếu như kiếp sau, đây là một câu hỏi của một độc giả hỏi là nếu như kiếp sau mà cô trở lại làm kiếp người thì cô có làm nghệ sĩ không? Đó là một câu hỏi của một bạn tên là Sầu Ve Kêu. Chắc chắn bạn rất là mong muốn được sự trả lời của cô. Ngọc Hương xin trả lời câu thứ nhất là vì Ngọc Hương với anh Thu Quang sống trong đoàn hát, rồi hai vợ chồng chị hát, ảnh thì viết tuồng, Ngọc Hương thì hát. Vì vậy cho nên hát đông á thì có tiền, mà hát thưa thì là không có tiền. Mà hát đêm nào thì mình lại là trộn đêm nấy, cũng không có dư. Rồi hiện bây giờ khi mà anh Thu An mà mất đi á, bệnh nằm 6-7 cái nhà thương thì là hết sức khổ. Nhưng mà cũng không biết làm sao bây giờ, tại vì hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà nếu mà Ngọc Hương có được kiếp sau, nhất định đi hát nữa cho tới chết thôi. Về bây giờ hiện giờ Ngọc Hương cầu mong, nếu Ngọc Hương có chết, có mất thì cho Ngọc Hương mất tại sân khấu nhỏ cũng được, sân khấu như thế nào cũng được, và cho Ngọc Hương mất là mình mất tại sân khấu, đó là ước nguyện cuối cùng của cô. Và có thêm một câu hỏi cho cô là hiện nay cô có đi hát ở đâu không ạ? Và trong cuộc đời đi hát của nghệ sĩ thường có rất là nhiều khán giả, vậy thì cô có một cái người nghệ sĩ, một người khán giả nào mà cô cảm thấy nhớ nhất, cũng như là theo các bạn trẻ hay nói là fan cuồng á, cô có thể nói tên hoặc là cái kỷ niệm nào với người khán giả đó cho thành viên được biết à? Ngọc Hương có rất nhiều khán giả yêu mến, nhưng có một người mà yêu mến Ngọc Hương, nhưng mà người đó mất rồi. Mà trước khi người đã mất, người đó có rối lại
nói rằng nếu mà cô đã chết thì Thập Hương phải đứng bên cái hồn của cổ thì cổ mới yên lòng nhắm mắt. Thưa tất cả quý vị, như vậy là quý vị cũng thấy là tình cảm của người nghệ sĩ với khán giả luôn luôn gắn bó với nhau, và họ luôn có những lời tri ân với nhau, cho dù cuộc sống này có khó khăn hoặc là chúng ta chuẩn bị bước có những thời gian tận cùng để chúng ta chuẩn bị bước sang một thế giới mới, thì họ vẫn luôn luôn nắm tay nhau, yêu mến nhau, quý mến nhau, bởi vì không thể thiếu được người nghệ sĩ mà không có khán giả. Xin chân thành cảm ơn những lời trò chuyện của cô nghệ sĩ Ngọc Hương. Chắc chắn khán giả đang xem video clip rất là ghi nhận và chia sẻ với cô những tình cảm mà cô dành cho buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Trung Ảnh sẽ đại diện cho trang web Cải Lương Việt Nam .com lên trao quà cho cô Ngọc Hương. Rồi, đây là cái phần quà nhỏ của trang web Cải Lương Việt Nam .com gửi cho xin lỗi anh chị Việt Kiều bây giờ cũng lớn tuổi rồi, để chị này xin nói trước là thay mặt cái chị Tuyết Mai đó, đúng lý là cái phần này của chị Tuyết Mai đại diện cho Cải Lương Việt Nam .com, nhưng mà chị Tuyết Mai mệt quá nên nhờ Trung Ảnh hiện tượng. Thưa quý vị, đã có cô Ngọc Hương ở trên sân khấu rồi thì chắc có lẽ là truyền dân và quý vị có mặt ở đây và cũng như là khán giả đang xem trên màn hình thì chắc chắn quý vị cũng rất là mong muốn là cô Ngọc Hương ca một bài ca cổ hay là một đoạn gì đó, bởi vì khán giả ở hải ngoại cũng như mọi người ở trên thế giới đang rất là nóng lòng để nghe giọng hát của cô. Thôi cô vui lòng hát một đoạn nha, dù cho sức khỏe có yếu một chút. Dạ. Xin mời cô. Ngọc Hương xin đáp lại tấm thành tình của các bạn hôm nay và các bạn nơi xa. Ngọc Hương xin ca một lúc chiếc đoạn trong vở tuồng Cô Bò Trắng của cố Ngọc Lạc Thu Sang. Thank you.